Đồng Tháp là một tỉnh có khí hậu ôn hòa, thiên nhiên còn đậm nét hoang sơ, đặc biệt nổi tiếng với những vườn cây trái trĩu quả. Hiện nay, nhiều nhà vườn ở tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng nhiều mô hình trồng cây ăn trái kết hợp với du lịch theo kiểu sinh thái miệt vườn, đem lại hiệu quả rất là thành công và thu hút một số lượng lớn du khách gần xa đến tham quan. Bây giờ mình sẽ đi vườn táo Út Nhàn nha. Ấp 2 Tân Nghĩa Cao Lãnh. Vé là bịch muối tôm hả? Đó là bịch muối tôm. Là vé hả? Thích. Sao lại? Là vé hả? Không. Muối tôm chấm muối ăn. Chú sẽ phát muối tôm cho tụi mình để vô ăn. Như một vé hay như một người vậy? 50 ngàn một người á mọi người. 50 ngàn một người á. Chị nói mình thấy cái này nó bay ba ba nhé, không lợi mà Ben đi luôn. Vậy có trái hay kìa. Thì hôm nay mình và những người bạn của mình sẽ đến với vườn táo Út Nhàn, tọa lạc tại ấp 2 xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Vườn táo có diện tích hơn 1 hecta với trên 1.000 cây táo nha mọi người, từ 2 đến 4 năm tuổi. Vườn táo được chăm sóc theo hướng sinh học nên là chúng ta có thể ăn tại vườn luôn nha mọi người. Vừa vào cổng rồi tụi mình sẽ được phát ngay một bịch muối tôm để chấm táo ăn đó. Nếu các bạn không rành đường đi đến vườn táo Út Nhàn thì chúng ta có thể tìm Google Map nè, hoặc là hỏi những người dân địa phương sẽ được chỉ tận tình ngay tại chỗ nha. Mũ gì có đem không? Nói gì thì nói thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hái táo thôi. Rất là mê nha. Nè mấy trái cỏ này là ăn được rồi nè. Được chưa ta? Anh kiếm cái chùm to to ấy. Nè. Chùm nào? Để ta ăn thử cái ngọt không? Chín rồi nè. Nè có màu xanh khác nè. Ừ. Ngọt á, mình thử cho nè. Hồi xanh lắm, nhìn thấy xanh. Quan xả rác tại chỗ luôn hả? Hái đi cô gái 28. Ừ, đúng rồi, hái không? Hái quả màu xanh hay màu vàng? Vàng cơ. Vàng nó chậm tròn. Trái này được nè, nó mấy cái căng bóng mà nó. Nó cắn ngay con dầu. Chết rồi, cắn ngay con dầu rồi mọi người ơi. Ủa, trái này ngon nè. Đi. Sao đi ở đây vậy? Không biết mình đi ở đây vậy. Không, mình đi hết luôn. Cứ kiếm trái là hái thôi. Ủa nhưng mà không cho mình cái rổ để hái hết ta. Ở đây là vườn táo nha mọi người. Nè, trái nè. Sau lưng mình là 11 vườn táo thế này ha. Này đầu bông súng ma. Họ sẽ trồng xen kẽ luôn ha, có thể là để họ tưới cái vườn táo này luôn á. Đây mình sẽ cho mọi người xem toàn cảnh. Đó, mê kìa chưa.
cứ mình cứ vô tham quan, mình thích trái nào thì mình lấy trái đó ăn vậy thôi. Ồ, trái to không? Chùm này ha. Thường trái nào cũng giống nhau à. Nhưng mà nó to. Ý là cái này nó nhiều trái nè. Nhưng mà nó to. Rồi chứ kia nó dài, nó to. Trời ơi, nhưng mà nhìn thấy chị mới lợi như anh trộm ở đằng sau á. Các bạn ơi, hiện tại tụi mình đang có mặt ở vườn táo Út Nhàn ở Đồng Tháp. Đây là một cái cây phải nói là nhiều trái, nhưng mà trái này không có lớn lắm. Nhưng mà khi mà các bạn vô đây á, thì các bạn có thể thích trái nào thì mình ăn trái đó, hái thoải mái. Còn nếu mà mình hái ra ngoài đem về nhà ăn thì tính tiền nha. Đó, trái này lớn, thấy không? Thường táo này cũng hay bị sâu. Có sâu rồi. Đâu có sâu đâu, còn nguyên chưa sâu. Em quay cho em nè. Anh không lựa cái trái nào to ấy. Nè em quay. Trái này nè. Nè em quay dưới đây cái đi. Quay dưới đây cái đi. Quay dưới đây cái nè. Và trái trên kia to đùng kìa, to tròn kìa. Nè nó hái nè, 1, 2. Rồi đó. Nè cái trái này nè. Nó to hơn nè, thấy không? To như con voi vậy đó nè. Thấy anh không? Đây nè, trái này nè. Hoặc là trái bàn kia. Quay thấy anh không? Thấy anh. Gỡ cái mũ ra, hái bỏ cái mũ. Tiện lợi ghê nè mọi người. Wow, trái bự quá luôn. Trái này cũng chín rồi nha. Quay sát vô nè. Đó, đẹp ghê chưa. Ta da. Này. Rồi bây giờ mình với cô em mình sẽ đi hái nha. Một cô em rất là xinh sáng nè đó. Cô em mình đi hái táo rất là xinh. Trang phục rất là hợp nha mọi người. Mình sẽ đủ một cái rổ táo này ụ. Mình sẽ quay kết thúc thành quả của ngày hôm nay của tụi mình. Cố lên, thẳng quá luôn. Đi thẳng quá luôn. Thôi đi. Đi đi, cầm cây đi. Đưa điện thoại đây lại. Không, điện thoại em qua mới sao? Rồi em qua rồi đấy. Không, đi động này đi, lùi lại đi lại. Thôi, đi. Đây giữa cầu kìa. Ôi, cô lên, cô lên. Tao đi đó không được rồi, tao đi đó gãy cầu rồi đó. Ủa mày đi đường đó luôn hả? Không, em không đi đâu. Wow, get go. Qua đó cũng có trái luôn. Quá đã mọi người ơi. Nói chung là mình cảm giác là mình thích hái ha, thích ăn ha, quá đã, như phim mình mê kìa chứ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi hái táo nữa nha mọi người. Mình rất là mê rồi đó. Let's go, đi theo mình nha. Xoài trái đã quá kìa.
chị chụp xuống cái chân vậy? Có chân là phải chụp chân nguyên chân. Hay là chụp chân cái chân nào luôn chứ. Đó, đừng chị luôn nè. Đó là người mới nhảy. Đó hình chết tà luôn. Tức mệt quá. Ủa táo nào có gai, táo dai mà. Thấy anh không bé? Thấy, thấy rất bự luôn. Rồi vô đi, hai đứa mình ăn táo đi. Ủa xin này đâu vậy? Lên nó cho em. Đẹp xinh đẹp. Quay chim clip. Trời ơi, hai đứa mình chật chội trong cái khu này quá. Dạ. Mày đi ra đi. Dụ người ta chụp xong đi. Đã xe. Ngon quá. Đi vô làm đi cà phê đi. Ok. Ngoài chúng ta hái táo, hái ổi, hái xoài tại vườn táo Út Nhàn thì đặc biệt chúng ta còn có nhiều món ăn ngon, đặc sản của vùng cao lãnh như là cá lóc nướng trui, lẩu gà, lẩu lươn đồng, các món từ ốc, chuột, ếch, rất là đậm chất miệt vườn mọi người ha. Ở những tập tiếp theo thì mình sẽ có một clip ăn cá lóc nướng, gà luộc nè, rồi song song đó sẽ hái ổi ruột đỏ nữa mọi người. Nên là mọi người nhớ đón xem cái tập tiếp theo nha, để ủng hộ mình nữa nha. Đó, đây là khu du lịch vườn táo đó. Vườn xoài. Mít. Ổi. Đây là quán sinh thái để uống cà phê. Chị ơi, cảm ơn con nhảy dưới mi ai. Con đừng lo 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 cho mình ăn. Tan tim ai, một người nào hát vui hước bao mộng mơ. Rời xa nhé. Đường táo nha mọi người. Vậy là cuối cùng mình cũng đã tham quan xong vườn táo tại Cao Lãnh, Đồng Tháp rồi cả nhà ơi. Gần khu vực này sẽ có vườn quýt, nè, vườn dâu, vườn mang cục và rất là nhiều vườn trái cây khác nữa. Nhưng vì tụi mình ít ngày á mọi người nên là hẹn cả nhà ở những dịp khác nha. Có dịp mình sẽ quay lại và review cho các bạn nha. Đừng có đứng hình vậy, quay quay. Thấy chị như vui vẻ làm này làm kia rồi đồ đi.
tương co mấy co em co co đó co quá trời kìa co cái co cái này em đó đó chim du lịch gáo vòng kìa quay bản kìa bé Hiền rồi với lại nữa rồi tắt mời cả nhà cùng đón xem tiếp tập 3. Tụi mình sẽ trải nghiệm ngắm cảnh giáo dòng bằng xuồng nha. Và đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Leo Media để cùng mình trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống nha. Và hẹn gặp lại các bạn những tập tiếp theo. Bye bye.